Chào các bác nha. 10 giờ sáng ngày chủ nhật. Em có cái đồ này rất hay. Các bác biết là cái gì không ạ? Là để dùng cho đồ chơi cho anh em bonsai mình ấy. Tất nhiên cái đồ này thì không phải là đồ để dùng để chơi bonsai, mà em đang muốn chế thành một cái đồ rất hay để chơi bonsai các bác. Đấy là cái bàn xoay. Cái bàn xoay để làm cho tiện mà. Ra mua ở trên mạng hay là một số cái cửa hàng chuyên dụng đồ cho bonsai thì nó cũng có, và nó không phải là đắt, nhưng mà bản chất của em là rất thích tự kiếm hoặc là tự làm ra mà người ta xấu thì cũng được đấy. Thì bây giờ em muốn lên ý tưởng mà làm cái bàn xoay để mình làm cây, mình ngồi một chỗ mình xoay đi xoay lại hoặc quay các bác cũng tiện đấy. Thì kiếm cái đồ thì nhân tiện hôm trước dỡ cái nhà cũ đấy. Thì thấy được cái đồ này và như vẫn là vàng, thì các bác xem là em sẽ dùng như này. Các bác một số địa phương mà hay cũng làm nông nghiệp mà hay có những cái cây khoai cái sắn ấy, mà mỗi khi thu hoạch mình về mình thái nó ra á, nó giống với con rau cầu mà các bác làm thuốc ấy. Đấy, thì đây là cái mọi gọi quê gọi là cái bàn quay để quay thái lát những cái nông sản như củ quả gì đấy. Thì cấu tạo nó như này, tất nhiên nó bị mất cái dây chuyển động của cái tay quay đây. Hệ thống chuyển động của nó là dây coroa với lại vòng bi. Dây coroa sẽ làm cái này đây, để cái này sẽ chuyển động sang và quay cái này. Đấy, nhưng mà cái dây coroa em vứt đi rồi, để cái này lâu lắm không dùng, vứt trong kho. Đây là cái trục bi và đây là hệ thống lưỡi dao nhé. Hệ thống lưỡi dao có 1, 2, 3, 4, 5 cái lưỡi dao gì đấy. Đây là cái hệ thống định vị. Nói nghe hệ thống nghe ghê quá nhỉ. Là cái định vị để đút nông sản, ví dụ sắn vào đây nhỉ? Đấy, không phải quay. Mình này quay nó chuyển động xuống đây và cắt. Đấy, lưỡi dao này nó có thể tháo ra được. Đấy. Và cái đây là trục bi. Đây là cái bàn để cố định và để mình ngồi lên đây và quay. Rút ở dưới kia thì sẽ để một cái thúng hoặc một cái rổ để hứng. Đấy, thế là cứ thế quay, tốc độ rất kinh khủng. Nhiều khi mà quay nhanh đến nỗi mà đút cả tay vào, các bạn đút tay kinh khủng lắm, rất nhiều người bị đứt tay. Mình cứ theo vào, theo cái lực đút vào. Đấy, thì bây giờ là muốn tận dụng cái này để làm cái bàn xoay, để đặt cái chậu bonsai lên để mình làm cho nó tiện. Thì nó đã có sẵn cái bàn kích thước rất là hay rồi, kích thước rất là ok, rất là dày rồi. Vậy hai nữa đó là nó có sẵn gắn trục bi rồi, rất là trơn tru rồi đấy. Chỉ cần chế tác một tí nữa để dựng lên để là có thể dùng ngay được, có một cái chân đế là có thể dùng ngay được. Đây, trong chuyển động này thì em sẽ cái gỡ vào những cái lưỡi dao ra vì không dùng đến, để quay nó cũng có khi nhiều khi thọ tay vào nó nguy hiểm đấy. Bây giờ dựng nó lên như này, quay rất tít nha, rất hay. Đây, kích thước của nó này, các kích thước này đấy, rất hợp lý. Ngồi anh em ta đặt cả những cái chậu mini lên những cái chậu to như này lên là đều ok, nó rất khỏe. Sắt nó rất dày nha các bác, dày đấy các bác nha, rất hay. Bây giờ là cái vấn đề là sẽ tháo cái này ra, không dùng đến cái hệ thống tay quay này nữa. Đấy, cái tay quay này có thể làm thành một cái nữa vì nó cũng đã gắn trục bi rồi. Thế nhưng mà cái này thì ok hơn. Nếu mà các bác
có cái ba cái ý tưởng, nhất là làm hai cái tay, hai cái trục, hai cái bàn xoay, cái này là một cái, và có cái tay quay luôn, mình chế như nào đấy mình có thể dùng cái tay quay này đấy. Nhưng mà cái này em không thích bằng cái này đặt phát là bonsai là lên luôn, không là quay. Nhưng mà bây giờ cần một cái hệ thống trục, cái chân đỡ để dựng đứng cái này lên, thì giờ chắc là dùng sắt thép với lại hàn cắt thôi. Việc này thì chắc nhờ ông em, mình không có đồ mà. Nhưng mà bây giờ là việc đầu tiên là phải tháo này ra, tháo này ra nhé các bạn nhé, tháo ra chứ không để nguyên cái này là chỉnh hình này, nắng vỡ mặt các bác. Đây, làm ra tháo nhé. Đầu tiên tháo vào những cái lưỡi dao kia cho đỡ nguy hiểm các bác nhé. Đây, nhìn nhé. Đây các bác nhìn nha, các bác nhìn nha, đây là cái lưỡi dao của nó đây, không lấy được mép này. Mặc dù rất lâu năm nhưng mà thép là rất tốt, nó vẫn còn không bị gì, rất lâu năm mà chưa dùng nha các bác nhé. Đấy thì nó sẽ hở một cái lỗ như kia, bàn xoay vẫn rất là chắc chắn, không vấn đề gì cả. Tiếp tục các bác. Đệm cao su, mỗi cái lớp là hai cái đệm cao su.
Tổng là có 4 cái các bạn. Đấy thì khi động đến cái đồ này thì cả cái ký ức tuổi thơ gian khó nó ùa về các bạn. Ngày xưa cuộc sống rất là khó khăn vất vả. Thì nông sản làm ra chỉ có sức người các bạn. Máy móc cũng không có. Những cái đồ này là đã giúp đỡ con người rất là nhiều rồi, chứ không phải dùng dao thang tay rất là vất và nó không có hiệu quả. Đây cũng là một cái bước cải tiến rất là lớn từ ngày xưa đấy các bạn. Mà đồ những cái đồ ngày xưa thì cực kỳ tuyệt vời, từ những cái con ốc cho đến thép chưa hề hấn gì, vẫn rất là vô tư các bác, vẫn còn sáng. Đấy thì các bác mà quê có những cái đồ này thì comment dưới nha bác nhá. Đấy, cả tuổi thơ của về đấy các bác, cái đồ kỷ niệm của đời bố mẹ tôi xuống đến chúng tôi vẫn phải dùng này, cái thời nhỏ nhỏ gian khó. Đấy, và nó nuôi sống cơm gạo để mình đi học đấy các bác nhá. Bây giờ tháo ra thì cũng nhiều khi có những cái cảm xúc nó các bác thấy nó bình thường, em trực tiếp em gắn bó nó thì thấy nó cũng có một chút gì đấy thì thôi, cái chuyện đấy thì là chuyện ngoài lề. Bây giờ vấn đề là mình đang cần một cái đồ bàn xoay cho bonsai mà lại gặp đúng cái này gọi là cái bàn xoay, cái bàn quay luôn thì quá hay luôn, quá lý tưởng. Nhiều khi những cái đồ vật mình xung quanh mình nó đến thì như cái duyên các bác, kể cả chơi cây cái thứ đấy thì mình cảm giác cái giai đoạn này mình đang cần cái gì đấy thì tự nhiên như có nhiều lúc nó đến với mình rất là hay, mà rất là kiểu như là hợp thời hợp vận các bác, những cái đồ rất là hợp lý đấy. Hoặc là cái việc mà đào với cây cối các bác, nhiều khi bây giờ là một số bác chắc cũng giống em, đi đường mình bị nghiện, thậm chí chỉ nhìn thấy một cái lá cây lạ lạ hoặc là lá một cái cây ổi cũng phải dừng xe xuống nghỉ ngơi một tí xem có thể dáng thế gì không, và cái chuyện này có mình có đào được hay không. Đấy, nó là bệnh nghề nghiệp các bác, nhiều khi nó kỳ nhưng mà không sao. Rồi bây giờ tháo cái lưỡi dao là đơn giản rồi, bây giờ là đến cái đoạn khó hơn tí là cái trục bi này nó bị cố định xuống gỗ này bằng đinh đóng chết ở đấy, cho nên bây giờ phải cạy lên các bác nhé, cạy lên đấy, không đơn giản đâu. Thank you.
chắc chắn. Gỗ này là gỗ nghiến, gỗ nghiến, gỗ cực tốt. Đời này có đời khác không? Các bác nhìn đây, trục bi còn sáng loáng này, từ cái thời cơ khí Trần Đại Nghĩa đây. Đấy, một phát kiến vĩ đại của thế kỷ 20 đây, phát kiến vĩ đại. Đấy, bây giờ là tháo nốt cái bánh chuyển động này ra. Đấy, cái bánh chuyển động này ra để hạ thấp cái trục này xuống, bởi vì nếu mà khi hạ thấp cái trục này xuống vẫn bằng mặt, thì nếu mà khi mà các bác mà để cái chậu lên trồi lên không làm được. Đấy các bác nhé, để tháo cái này ra. Ôi rồi các bác, tìm mãi mới thấy cái cờ lê, cái này nó chặt, cái này cực kỳ chặt, ốc chốt này. Đấy, bây giờ mở được ra rồi nha, mở ra rồi nha. Vâng. Chặt để nó mới xuống hết, chả là gì. Nếu chỉ cho không có dung tơi mới cho tí vào đây ra được. Hả? Vẫn ra được. Định chơi định chế là cái gì? Còn cái bàn để chơi cây. Để nó xoay này. Để quay cây. Để làm nó dễ. Chứ cái chậu nó to nó xoay mệt lắm. Ok, đây này. Để ví dụ như này. Thế là chỉ thế nó xoay thôi. Muốn tháo là tí nữa sáng chớ cho một đô mà tháo. Đây cái này tháo được. Cái này là cái độ công của nó yếu. Vâng.
Ngay bên chỗ nhà thì... đang bất quá. Rồi nó không sao 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 đó. Vâng vâng. Đấy thì thôi. Rồi, may quá các bác, cô ông anh ông ấy có cái máy cắt. Không có đồ trồng chiếc cờ lê một lết đàng hoàng nhưng không vận được ra. Ở cái ốc nó chốt ở trong quá kinh khủng, ông ấy mới cắt một cái ốc ấy. Bây giờ là hạ được xuống rồi. Em sắp xếp lại vòng bi ông biết để. Đây, lúc sáng định test cái mà không chống được. Cái lô cáp không chống được. Bây giờ là chuyên gia cơ khí mới về này. Mới có đồ để làm đây. Máy hàn, máy cắt đầy đủ hết. Muốn làm gì được.
kỷ đấy. Nghe với hơi nghiêng nhỉ, chứ này cao thế nhỉ. Nó muốn đẹp không? Hả? Mới mai mai mà đây ra khỏi ô đây. Lê lê đi. Như này kia cho nên cũng không sơn. Đúng thôi. Sơn cho nó cái ngũ hương. Màu hương. Đấy, cây nó phải điệu tí, sơn màu hương. Tí này là ôm cái cây ra đây. Test luôn. Rồi nó xin đi. Rồi, lắp lên đi. Xong việc mình rồi. Thế là bây giờ có nhiều làm việc đi được. Đi sơn cái đĩa này. Không cần. Đấy nó làm nhèm. Để cho nó cổ kính. Bút thôi. Chỉ có hương nữa. Phun xa cái nó phải chảy. Đấy. Đấy, sự bóng hương. Nó sát thì nó bóp lên tục lắm. Được không? Quá rực rỡ. Cái màu điệu thế. Màu này kiểu như màu công nghi nhất. Cô đầu. Sơn đẹp quá lại không dám dùng bỏ mẹ. Cái gì nó khô đã. Nó đông quá. Nha. Nó đi khô. Cái gì vậy? Nhím. Đây cái chịt mẹ này cả cái đĩa đấy nhỉ. Mặt nhám quá. Ồ, cái chất kia chưa ấy nhỉ?
Thôi thế đó. Kỹ quá. Cân phải ra cái chân răng cởi răng ba chân với nhau. Sao yếu? Sao yếu? Không có ba chân với nhau chả để răng nữa này. Choai phần choai. Xuống một chỗ. Nó ra chân với nhau. Cái này thủ công chưa chưa nó khô đã nè, yeah. Rồi tí test luôn. Úi giời, kiểu cũng như Đông Phương Bất Bại anh nhỉ. Thủy Hoa Bảo Điển đấy, Tịnh Tà Kiếm Phổ đây. Ôi trời ơi đấy, ngồi những bàn xoay mà khâu vá phi tiêu à. Rồi tí test cái đấy các bác ơi, nhìn này nha, em tạm gọi nó là chiếc đôn của Đông Phương Bất Bại để lại nhé. Đấy thì không biết Đông Phương Bất Bại ngày xưa có chơi cây cảnh không, có chế đôn không, nhưng mà màu này là màu yêu thích của Đông Phương Bất Bại rồi đấy các bác nha. Đông Phương Bất Bại em thì là nhận làm lệnh hộ xung nhá, không nhận làm Đông Phương Bất Bại nhé. Quay tít hả? Phê không bác? Chuyên nghiệp không? Úi xời. Đây nha, cận cảnh tí các bác nha. Chụp tất nhiên là thợ cơ khí chế tạo nhà vườn thế thôi. Có cái dùng là vui rồi. Đấy. Đấy. Sơn xịt đàng hoàng. Tí được. Có chắc chắn. Tí nếu còn thời gian em làm thêm cái rằng này này, rằng cho nó khỏe thêm để được những cây đại đại bác luôn. Các bác. Rồi. Các bác nào mà có những cái đồ tương tự như này hoặc là có cái xe đạp bỏ nào, lấy cái đĩa, lấy cái trục xích của xe đạp nhá, lấy làm nhá. Đấy, thì cũng hay đấy. Tóm lại là cần một cái đĩa, một cái trục xoay với lại giá đỡ và đồ để làm thôi. Thế thôi, thì tùy mang nào có gì làm đấy, mà chả có thì ta mua cũng được. Đấy, quan trọng là mình thích làm chứ. Các bác nha. Hạnh phúc quá. Rồi. Cảm ơn các bác theo dõi nha.